Hai chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game Ochef Mobi nha. Ok. Lâu không phải là lâu mà hôm qua mình không có ra Ochef Mobi thì hôm nay lại tiếp tục quay lại với Ochef Mobi luôn. Lần trước là làm một cái video về Ochef là War Demon rồi đúng không? War Demon thì cái bộ đó thì anh em khỏi phải bàn đi. Khi mà con Phantom Wind mà nó Owen, cái con đó là Fallen Witcher mà nó lên thành 3 sao rồi thì xong. Mà đã vậy còn có Hell Knight 3 sao nữa, xong rồi cuối cùng là chú quỷ, mà chú quỷ dạo này nó búp mạnh nha. Búp rất mạnh cái con chú quỷ búp rất mạnh cái con mà búp cái anti của nó lên là sao, thành kiểu như là anti một cái là tất cả quân Demon sẽ được cộng 150 dam. Mà đã 150 dam mà nghĩ đi, Fallen Witcher 3 nó gặt thì thôi, trời ơi nó gọi là kinh điển rồi, kinh điển. Ok, chà. Wait for my signal. Lấy con này rồi. Con này là một trong những con mà đép đầu ngon lắm, tại anh tiêu của nó mạnh. Anh tiêu nó mạnh. Chà, bắt đầu lên đây thấy king nhiều lắm luôn rồi đó. Biết sao? Ở trên đây nó có một dạng là sao? King để khung king, còn mấy cái thằng không để khung kia là mấy thằng cũng là mấy thằng gì? Cũng là vua luôn nhưng mà kiểu như là nó không để khung thôi. Còn là dân là dạ kiểu như là quái vật mà giả danh trí thức. Quái vật giả danh trí thức. Mà người ta nói với sao mấy thằng kiểu như mà mấy thằng ngu mà giả danh nguy hiểm giả bộ nguy hiểm thì nó không có gì đáng sợ, chỉ sợ là mấy thằng nguy hiểm mà nó giả bộ ngu thôi. Sợ nhất là vậy đó, sợ nhất là mấy nguy hiểm mà nó giả bộ ngu rồi, chứ còn I might be red but I ain't shy. Bình thường trời ơi, warrior đây rồi, thấy có Tutka 2 nè. Tutka dạo này cũng ok lắm anh em, dạo này đi warrior thì cũng phải là ngon, tại vì mấy cái bộ kia nó giảm xuống rồi đó, giảm sức mạnh thì cái mấy cái bộ giống như mà giữ nguyên đó thì nó ngon, nó đáng trở lại. Bây giờ thì cân bằng game nó ok rồi, chỉ có cái là 6/2 nó quá mạnh thôi. Lên được 6/2 rồi thôi, chấm dứt các bạn. Lên được mà tới 6/2 thì thôi. This war killing can save a life. Warrior nè, mà đã vậy hai đôi thông. Qua warrior hai đôi thông nè. Biết chưa? Cũng được. Đi warrior thì cũng ngon đấy, Rồi, ba warrior rồi. Mà hai đôi thông ở đây thì kẹp vô mấy con này cũng được, từ từ. Chưa đâu, mấy đâu quái lúc đầu thì đép con gì đép cũng được á, chủ yếu là đủ số tướng là bạn đép được thôi, không cần gì hết. Nhưng mà hai đôi thông này mình phải cho tao lên 2 nha. Ở hiệp thứ tư tao mới đép nổi nha. Warrior này hiệp thứ tư là đánh không được các bạn. Warrior này ba con một sao này thì hiệp thứ tư là bước đi liền, đánh quái mà còn không được, đánh quái còn chết hết con Tutka nữa, chơi cái gì. Cái gì nhờ, mới nói gì nhờ, mình mới nói cái gì á, I might be red, mới nói cái gì luôn á, rõ ràng hẳn luôn, tuyệt vời nha. I'm coming out. Tuyệt vời nha, khá đấy, như vậy cũng được, như vậy thì ngon, như vậy thì tốt. Đó, bây giờ lấy con ốc đây, nếu mà đi được gót ốc thì thôi tuyệt vời. Gót ốc nha, chứ không phải là gót assassin. Gót ốc nha, cái bộ đó là bộ gót ốc nha, chứ không phải gót assassin, anh em nên nhớ kỹ là gót ốc. Cái đó con ốc đó là ốc thần, chứ không phải là kiểu cái bộ gót assassin là gì đâu. Ôi da, sao không có thấy nhiều gót lắm nè. Chưa có thằng nào đi warrior giống mình, mà bây giờ mình đi thôi. Một mình một đường mà, ngon lành liền. Cho rồi ra như vậy thì không mua được cái gì rồi. Ra vậy để con này vào, tăng sát thương lên. Tại vì đội hình bây giờ có tăng rồi. Hai con warrior 2 sao trong bộ 3 warrior giờ kẹp thêm sát thương nữa là đúng rồi bạn. Kẹp thêm sát thương nữa là đúng rồi. Đưa con này vô để là tăng thêm cái lượng khống chế với lại sát thương. Con Skywrecker thì lúc đầu anh tiêu hơi bị khủng luôn, nó mà sống được nó anh tiêu chút nữa là chết hết cả lũ luôn á. Anh tiêu làm choáng mà đã vậy còn gây sát thương nữa. Maybe after I lose some weight. Heaven Bomber 2 sao mà God thì nguy hiểm đấy. Nguy hiểm đấy nha. Heaven Bomber này nó ăn tiêu được lên tiêu hoài luôn. Nó ăn tiêu được lên tiêu hoài luôn mà. Đoán này em ơi, chết rồi, chết hai con rồi. Ủa chết Tutka xui vậy ta? Đáng lẽ Tutka sống là ăn được rồi mà thua rồi.
vua con Heaven Bummer 2 sao mà. Tại nó đi God Heaven Bummer mà đã vậy còn 2 sao nó căng căng. Cái gì nhờ? Dơi à? Dơi 2. Mà dơi thì lúc này yếu lắm nhưng mà thôi lỡ cho rồi ai biết được. Nó muốn mà đi Warrior Galaxy chắc cũng có thể. Ok. Ok thôi. Thì có đẹp tới đâu hay tới đó bạn. Bây giờ có gì chơi nấy, máy cho gì chơi nấy, đừng có lựa. Không có lựa được đâu. Máy nói tao cho gì ăn cái nấy đi, đừng lựa, nhịn đói đó. Đừng lựa là chút xíu là đói đó. Ôi thằng này cũng ghê, thằng này có con phao lên rồi, chút xíu nữa thằng này có thể ra. Dựa vô con phao lên này mà nó đi luôn bộ Demon luôn là căng nè, bộ Demon đang rất khỏe. Warrior Demon thì thôi, đúng bài rồi bạn. Giết được một con nào đó nữa đi. Ừ, thua thì thua rồi nhưng cũng ráng giết được một con nào đó cho tao nó yên lòng, chứ như vậy thì toàn hết cả lũ à. You're gonna get axed. Khó quá bồ ơi. Có thể nào cho con assassin của tao lên 2 sao không? Rồi tao gặt tụi này coi. Có warrior rồi, có 2 thằng đi warrior rồi. Không, 3 thằng đi warrior rồi. Chết rồi, có một thằng beat giả thú ở đây nữa nè. 3 thằng. Bắt đầu đẻ ra, bắt đầu đông rồi đó nha. Bắt đầu đẻ ra warrior, bắt đầu đông rồi đó. Anh em đang xem nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký ủng hộ channel của mình nha. Bắt đầu thấy đông đông rồi đó. Đông thì cũng được, chơi thôi, mình không có ngại đâu. Không có ngại đâu, bán hết mấy con này lấy 10 tiền thì biết khả năng là thua rồi bạn. Khả năng là thua rồi đó. Thua chút nữa bán con Warrior đi luôn. Bán con God of War đi chứ. Bán con God of War đi. Thua rồi, lấy 10 tiền thôi. Hãy chấp nhận bạn, bây giờ thua thì ok, phải eco theo kiểu là chẳng chục. Bán mấy con mà mình đang sở hữu trong cái dàn dự bị đi để cho nó chẳng chục. Ồ, con sâu nè. Sâu này thú vị nha. Sâu này có thể để vào lấy bộ Warrior Beat chăng? Warrior Beat, đúng rồi. Đưa cho nó cục ma năng vô. Sâu bây giờ, sâu giai đoạn đầu này có cục ma năng là gánh nha. Gánh đấy, không đùa đâu. Sâu mà bây giờ có cục ma năng vô là gánh đấy, gánh chặt đấy. Tại sâu lúc này đẻ rất ghê. Mà cái con sâu, con nó cũng phải đam, cũng phải dạng dừa. Cũng không phải dạng dừa đâu. Ôi chết cha, gặp thúng thằng Eco luôn. Eco luôn mới nhục lên nè. Ghê nhờ, tên Phúc. Được, tên Phúc. Chơi chí đấy, chơi rất kinh đấy. Chơi Eco lúc này thì con ghê rồi. Có con này để Eco rồi thì chắc là. Mà sao Eco tới hiệp thứ 8 mới 14 tiền vậy cha? Eco cũng gì kỳ vậy. Mà thấy có thuyền trưởng là phải mua thôi. Thấy có thuyền trưởng là phải mua thôi. Thuyền trưởng hải quân là một trong những cái mà không thể nào thiếu bạn. Đội hình nào cũng thế, đội hình nào cũng vậy. Đội hình nào cũng xài được hết, cứ bỏ vào thôi là xài được thôi. Tăng lượng khống chế nhưng mà lên 2 sao là giữ nha. Cái đam của cái thuyền hơi bị kinh luôn. Gây đam được diện rộng luôn, khống chế diện rộng luôn. Đó, bạn thấy lợi chưa? Đội hình nào cũng thể bỏ vào được mà. Sao đẻ ra cho thú vị rồi, một con. Sao giết thằng Assassin này luôn. Hai con. Assassin đánh hết nổi luôn mà, chậm liền luôn. Ghê, ba con. Ba con nè, đâu để coi thằng nào nó đang đánh với mình đâu. À thằng Aduka này nó vẫn win. Cái gì vậy? Năm thằng đi Warrior luôn, giống nhau luôn mới ghê, Warrior Beat luôn. Chơi thế thì ai chơi mày nữa, ai chơi chơi bay nữa. Hồi lúc đầu tao đi thì không có thằng nào đi đâu, xong rồi chút xíu rồi 5-6 thằng giành nhau, chút xíu là chết cả lũ à. 1, 2, 3, 4, 5 luôn. Chút nữa là chết cả lũ luôn nè, thằng Warrior Chumina này nó năm nó Demon World mà nó 5 con 2 sao nè. Thấy ghê chưa? Hồi thằng Aduka đó cũng 4 con 2 sao. Chơi như thế thì chút xíu nữa là kéo dò nhau à. Ghê thiệt. Mình lúc đầu bật lên đâu có đâu. Xong rồi chút xíu đi quơ, ok. Quơ thì quơ thôi, coi thằng nào sống. Coi thằng nào sống được. Thằng nào sống dai. Ryukyra này giờ chắc là ép rồi, có cục ma năng nữa. Lấy cục ma năng là để cho con sâu luôn. Sâu 2, để cho con sâu 2 cục ma năng vô, để cho nó nhiều. Bây giờ sâu 2 là gánh hết nha. Sâu lên 2 là gánh đấy.
Ôi da, nhưng mình vậy thì lên 2 kiểu gì được đây? Unicorn lên 2 à? Không có điên đi, bớt đi, bớt đi. I used... High five. High hook. 30 tiền. Nó hiệp thứ 11, 30 tiền gọi là đúng chuẩn bạn, đúng chuẩn, đúng chuẩn. À... Khiên đi, lấy cái khiên đi. Ép cục món quà thời gian để vô cho thuyền trưởng nè. Cho tao trâu nhất có thể mà. Giờ này chỉ cần trâu nhất có thể thôi. Còn cái việc mà đẻ thì cứ để sau lo. Hay là mình chơi cái bọn siêu đẻ ta. Ghê ghê. Nghe là hợp lý rồi đó. Nghe chơi bọn siêu đẻ là hợp lý rồi các bạn. Thằng nào ra cứu con sâu ngoài sao kìa. Con sâu chết queo rồi kìa. Chúa này toan dữ vậy ta. Thằng Aruka này. Aruka này nó khỏe quá. Nó có 4 con 2 sao mà. Toan rồi. Sâu không lên 2 được, hơi tiếc nha. Sâu mà lên 2 là ăn tiền đấy. Nói là ra, nói là ra như vậy thì chết rồi. Không được rồi, mua sâu luôn. Sâu, dáng này nuôi sâu bạn. Dáng này nuôi sâu, chơi bộ siêu đẻ cho bạn xem. Có nhiều anh em vô khi yêu cầu bộ siêu đẻ lắm không. Chơi sâu đẻ nè. Chơi sâu này đẻ rồi, đang đang lũ lũ luôn nè. Ghê lắm. Bây giờ mà sâu 2 rồi nha. Bây giờ là con sâu 2 nè. Con sâu 2 này đẻ ra mấy con rắn là ghê lắm luôn á. Đó, logic của game mà bạn. Game này nó có nhiều cái nó phi logic lắm. Nhưng mà nghe thì nó phi logic nhưng mà nghe lại nó hợp lý vô cùng bạn. Ừ. Nè đâu à. Đẻ con sâu nè, đó đẻ con rắn nè thấy chưa. Rắn này đam ghê ra, rắn 2 là 100 mấy đam á, 120 mấy đam á. Tốc độ đánh cũng vậy, không phải là nhanh nhưng mà số nhiều mà bạn. Nó số lượng với lại đánh là làm chậm. Đánh là làm chậm đối phương. À, đánh là làm chậm đối phương, sâu gánh hết. Sâu gánh hết. Sâu gánh hết. Yên tâm luôn, sâu gánh hết mà. Đó, sâu 2 khác biệt liền, khác biệt liền. Được, được em. Chưa. 40 tiền. 40 tiền này mà up cấp luôn để con sâu vào này mới giữ nè. Ồ, vậy mới ghê á. Hay là bán 3 con unicorn thì đi luôn lấy 45 tiền cho up cấp cái nè. Mới giữ. Ồ. Nhưng mà để coi thắng thua làm sao, để coi thắng thua ra sao cái đã. Bây giờ sâu 2 sâu là đẻ ghê đấy nha, 2 sâu là đẻ ghê đấy. Vẫn còn đều giờ nhiều, ui đẻ thêm một thằng Galaxian nữa, Warrior nữa. Một trận mà 6 thằng đi Warrior rồi giành chết với nhau à. Mấy thằng này thiệt luôn á, chơi nhường nhau chút đi. Ok, mình không quan tâm bạn. Warrior tao lên được không cần quan tâm, miễn là mình có vàng tăng để sâu nó đẻ là được. Mình có vàng tăng để sâu đẻ là được. Lấy cục ma năng nữa để vô trong sâu 2 này cho nó đẻ cho khủng khiếp được. Để cho nó khủng khiếp mới được. Chơi bộ siêu đẻ cho anh em xem một lần rồi vứt bỏ nhân phẩm luôn. Cái trận không phải là cái này vứt bỏ nhân phẩm mà gọi là bỏ qua liêm sĩ để chơi bộ siêu đẻ nè. Mà bạn anh em biết rồi, nếu mà mình chơi bộ siêu đẻ mà mình xanh á thì cái trận đấu nó kết thúc sớm lắm. Cái trận đấu hồi cái thằng Jack Lee thua mình 3 con. Bảo đảm luôn là một con sâu trong đó rồi đó. Chắc là có con sâu trong đó rồi đó. Bây giờ là đưa tất cả mọi thứ vô để gọi là tăng. Sâu đẻ được là ăn tiền anh em. Sâu đẻ được là ăn tiền. Không, mình không lấy con đó đâu, mình chỉ sâu thôi. Only sâu. Mấy này đưa cho sâu 1 không được, đưa sâu 2 đi. Đưa sâu 2 đẻ là được rồi. Sâu 1 nói chung cũng yếu mà, cũng yếu thôi. Nó đẻ được thì nó đẻ được hay không thì nó tự sinh tự diệt đi. Còn sâu mẹ là phải đẻ được cho anh. Sâu 2 là phải đẻ được đó. Khác liền, đánh Aracin chạy không nổi luôn mà anh em. Đánh Aracin đi không nổi luôn. Ôi ôi, đánh một cái liệt luôn mà. Rơi thiệt sâu nó bắn một cái độc bắt độc công tâm chết queo liền. Ôi ôi, 4 con rồi nè, 5 con rồi. Có một con sâu nhỏ nữa. What now? Chơi vậy mất khách lắm. Chú Mina nó thua mình 10 con. Mình level 6 nha. Mà nó thua mình 10 con. Như vậy thì chơi cái gì? Chơi cái gì nữa? Ôi mình đã rõ rồi. Bây giờ là nếu mà mình xanh rồi mình thắng lẹ lắm luôn á. Tại sao? Nghĩ đi, mình level 6 mà nó thua mình 10 con. Tính cho đừng có con nào 2 máu á, là nó mất 10 máu rồi. Nếu mà nó còn mấy con 2 sao nữa thì thôi. Mất mười mấy máu thì nó ai chịu cho thấu bạn. Ai chịu cho thấu. Ồ. Khổ lắm. Nhiều khi cũng không có muốn đi
đi bộ này gọi là mất linh sĩ này đâu chứ. Bộ vô linh sĩ này thì nó ghê lắm, nó kinh khủng mà. Có sâu rồi thì thôi, để cục ma năng vô nữa thì trùm con mẹ luôn. Mà đã vậy còn hai sâu nữa, sâu một sâu hai nó mới nhục đó. Thôi đẻ kìa, lóc nhóc len can kinh khủng khiếp. Ôi một đàn luôn, một đàn sâu luôn, kinh thật. Ồ, thế thì bố mày chịu luôn, không biết nói kiểu gì luôn bạn. Thôi, bó tay luôn. Để một đống sâu coi nó cười, kiểu mấy sâu cười, thấy ghét không? Hả mỏ luôn. Sâu cười, sỉ nhục vô mặt, kinh khủng thật. Ồ, có cười kìa. Anh em đang xem nhớ để cho mình một like nha. Ai cứ comment là bên dưới mình sẽ thả tim. Ai mà chưa vào nhóm thì nhớ vào nhóm để giao lưu trao đổi kết hợp với tất cả mọi anh em trong đó nha. Rồi bán được hai con này rồi. Ui da, Workman lên 2 nè. Ngon rồi em. Đó, bắt đầu thấy hàng trước tăng rồi đó. Hàng trước tăng thì làm gì? Hàng sau đẻ. Trời ơi, hàng trước tăng thì hàng sau đẻ liên tục cho anh. Vậy là đủ rồi, đủ tiền chơi rồi. Hàng trước tăng thì hàng sau đẻ cho tao. Cấp 7 để đưa vô thêm tăng. Sau đẻ thì Aizen không làm gì được. Sau đẻ nó đánh chậm á. Nó đánh chậm là Aizen gạt không nổi liền. Chắc chắn là gạt không nổi. Sâu giết Aizen mà sao luôn nè. Chứ đỡ ra Aizen tính nhảy ra giết sâu hả? Dẹp đi em. Nè, sâu bắn chết mày nè. Sâu bắn chết mày nè. Trời ơi, trời ơi. Ôi ôi. Được em, được. Kệ. Thắng là được rồi. Liêm sĩ gì tầm này nữa bạn. Liêm sĩ gì tầm này nữa. Thắng là được rồi. Liêm sĩ gì. Đó, bắt đầu đưa thêm này 6 quơ đi. Đó, 6 quơ đi cho nó tăng hẳn. Để con sâu rồi sao nó đẻ bạn. Đó, con sâu rồi sao nó đẻ. Lúc 8 mà để sâu thêm cũng được. Nếu mà 2 sâu 2 thì nghe nó vô địch nha. 2 sâu 2 thì nó còn cái gì mà gọi là tuổi thơ nữa bạn. Mất tuổi thơ. Tuổi thơ bất hạnh luôn. Ôi ôi. Hai sâu hai thì cuộc đời mày chỉ nhìn thấy sâu và rắn thôi chứ không thấy cái gì hết luôn. Thằng này cũng ghê, thằng này cũng sâu luôn. Aduka này kinh khủng nè. Xui vậy ta, nó đánh ngay con Workman của mình. Con sâu nó cũng khôn đấy. Mình thì đánh ngay chỗ này thì hơi toan. Cũng trâu rồi. Thiếu tăng. Đội hình mình thiếu tăng quá, đội hình nó tăng nhiều. Có sói hai nữa. Có sói hai nữa thì thôi. Coi như tao thua mày vậy. Coi như tao thua mày đi. Hay quá, giết được con sói. Chưa chịu nữa ghê, nó đẻ thêm một con, nó câu giờ. I am the god of war, boy. Cho thuyền trưởng được nè. Xoay cái nữa em ơi. Trứng này. Venom. Trứng nữa ấp thuyền trưởng lên. Trứng nữa ấp thuyền trưởng tại vì thêm tăng bạn, thêm tăng mới được. Chứ giờ trứng ấp sâu, ui. Sâu đó để từ từ. Đây trời ơi. Nói gì không? Nói mình nó mới để từ từ là ra hẳn luôn thì thôi. Chơi cái gì? Hai sâu hai rồi, bây giờ là đẻ là một đoàn quân luôn. Đoàn quân sâu. Ôi nghe thấy lực liền. Chết mẹ, bị câm lặng. Bị câm lặng nhưng mà không. Câm lặng mà tôm Saman một thì cũng chả vấn đề. Sâu đẻ đi em, đẻ đi. Đẻ nhiều lên. Đẻ nhiều lên. Win lu phép hả mày? Phép hả? Tên Phúc. Tên Phúc thu mình 10 con. Mình level 7 mà nó thu mình 10 con. Khổ lắm đúng không? Khổ lắm đúng không? Chết tuyệt chưa? Gặp sâu là thôi toan là con ơi. Gặp sâu thì cũng không muốn là gì đâu. Nhưng mà toan rồi. Sâu như vậy thì nó kinh khủng lắm bạn. Mặc dù là mình chưa đủ 6 quơ nhưng mà mình để mình up cấp lên. Để mình lấy đủ 6 quơ cho nó tăng hẳn bạn. Nó tăng hẳn luôn. Nó tăng hẳn luôn để cho sâu nó đẻ là được rồi. Hàng trước tăng, hàng sau đẻ là được nè. Ăn tiền chứ không nói vậy đó. Đẻ ra. Đó, có dầu, có gồng lên món quà thời gian luôn, hồi máu. Tun. Đó, sâu tới, sâu quá trời luôn. Hai con rồi. Sâu, à, đẻ chậm dữ ta. Sâu nó không kịp đánh luôn á, không kịp đánh để đẻ luôn mà. Sâu nó không kịp đánh để đẻ luôn mà. Thương ngang nó thua mình 10 con nữa kìa. Bây giờ là cứ mỗi thằng là cứ mình vô nhà nó là cống 10 máu liền. Cống 10 máu, không chạy đâu được.
Get it? Sói. Ui, cái này đưa sói vô, sói đẻ nữa thì thôi. Đội hình này bắt đầu rồi, siêu đẻ rồi nha. Được đấy, ra gì đấy. Nhưng mà phải up 8 bạn lấy 6 world thôi, chứ không thua đấy. Đừng nói sâu gánh là không được đâu. Sâu thì nó cũng phải có cái hàng tăng cho nó khỏe, chứ còn không thì cũng thua à. Ừ. Mà kinh khủng thiệt. Sợ thật sự luôn á, anh em nhìn thấy nó rẻ một đàn, nhìn thấy ghê lắm kìa. Hai con này thôi mà hồi nãy thì mình không có nghĩ con sâu lên hai sớm vậy. Hai con sâu hai này nó lên sớm thiệt. Ồ, hai con sâu hai lên sớm thiệt, biết nãy vậy chưa cục ma năng là được rồi. Ờ, hiệp 20 thì cho tao cục ma năng đi. Cho một cục ma năng thôi. Ôi, không được rồi. Ôi, không ra cục ma năng nào nữa rồi. Hai sâu hai mà có mỗi con cục ma năng thì thôi, cuộc chơi chấm dứt. Cuộc chơi chấm dứt rồi chứ gì nữa. Xoay cái rồi. Xoay cái nữa rồi. Không tin là không ra gì luôn rồi, không ra gì thiệt. Ôi da, sâu nữa. Cái này sâu 3 chứ gì bạn, đúng không? Cái màu này màu sâu 3 chứ gì nữa. Trời ơi, bán đi, bán đi, bán Warrior đi. Rồi, mua sâu về. Mua sâu về, Venom. Venom Monster. Poison Worm nè. Poison Worm nè. Ăn tiền, phép không tác dụng với lại sâu con nha. Anh em mình nên nhớ là phép không tác dụng với sâu con nha. Cái con, mấy con rắn nhỏ này nè, phép là không ăn vô nó nha. Gặp thằng phép mà gặp đội hình mình là nó chỉ có khóc thôi. Thằng phép mà nó gặp đội hình mình là nó khóc liền. Nó đánh sâu mẹ chết được mà 4-5 con sâu con nó đánh chết không được thì thôi. Xong liền, xong liền. Ôi, Adukan nó vẫn nép được mình ở nhà. Thằng này nó khỏe đấy, thằng đó nó khỏe lắm đấy. Mình up 8 bạn, up 8 lấy 6 world. Bắt buộc rồi, up 8 lấy 6 world để cho khỏe. Còn sâu này thì lên 3 thì nó rẽ ra con quỷ chứ không phải là con sâu nữa. Nó là con quỷ rồi. Nhưng mà mình để 2 sâu 2 nó khỏe hơn chứ hả? Để 2 sâu 2 nó khỏe hơn để đi sâu 3 chứ, tại nó đẻ nhiều hơn. Nó gọi là rút máu à. Rút máu, để coi nó có ra sâu 3 hay không. Mới có 2 con sâu 2 à, này thường. 6 world rồi thì trâu khỏi phải bàn bạn, 6 world rồi còn trâu khỏi phải bàn. Bây giờ thì cứ hàng trước tăng, hàng sau rẻ thôi. Hàng trước tăng, hàng sau rẻ là chơi hết. Sâu đẻ nè, đó, bắt đầu là hai con sâu con bắn rồi, thôi, khỏi phải bàn. Tun. À. Được, bộ này dứt bỏ liên sĩ luôn, liên sĩ gì tầm này các bạn, chơi sâu thôi, chơi sâu liên tục thôi. Úp cái tinh thạch sinh lực nữa, úp cái tẩu huy thí cho cái đội hình nó gọi là trâu hẳn luôn mà, trâu hẳn luôn. Đưa cho thuyền trưởng hải quân luôn chứ đưa ai nữa giờ. Cho nó lên máu. Tại vì giờ nè, úp tẩu vị thí là lên máu nè. Tại một cái tinh tạch sinh lực là cộng 250 máu rồi. Úp tẩu thôi. Đó, lên được xíu máu nữa. Trâu kinh khủng. Bây giờ này có hai cái búp siêu cho toàn đội nha. Là món quà thời gian với lại tẩu vị thí. Đó, hai cái búp siêu này thì thôi, trâu lắm bạn à. Đó, búp ra, đó, hai cái siêu thấy chưa. Hai cái siêu vô một như vậy thì nó trâu khỏi phải bàn rồi. Bây giờ là đẻ đi em. Sâu cứ đẻ cho anh. 4 con rồi. 5 con rồi. 5 con. À súng bắn à, súng à. Súng nè mày nha Trần Dần ha. Trần Dần với anh nữa. Trần Dần hả, sâu tao cắn mày chết luôn rồi giờ đó mày Trần Dần. Trần Dần chắc nhà tiên tri chắc không có kháng độc đâu. Bị bắt độc vô người là bắn chậm liền, bắn chậm là toan liền bạn. Thân tơ mà đã sao bắn chậm thì còn gì nữa chơi bạn. Trứng. Trứng em ơi. Tutka nè, đó. Giờ bán con unicorn đi để cái trứng vào. Trời vẫn giữ được 50 tiền. Có cái trứng lời vãi hồn luôn. Rồi nha, mình bạn thấy có cái vấn đề gì chưa? Bây giờ ra một sâu nữa là ăn tiền nè, ra một sâu là sâu 3. Nhưng mà mình vẫn thích đi hai sâu 2 hơn á, hiểu không? Nó đẻ nhiều hơn. Đi sâu 3 lỡ ăn đuông một cái là thôi sâu. À, đi sâu 3 ăn đuông một cái là toan liền, toan. À, cho nên là thôi đi hai sâu 2. Ít nhất con này bị đuông, con kia vẫn đẻ được bạn. Ờ, con này đuông, con kia đẻ. Gõ hết à, gõ hết sâu ơi.
gõ hết. Ủa, nhưng mà không gõ được rồi, Hunter nó bắn tay đâm tay đau lắm. Một con, hai con, Trần Dân. Ôi, không chơi lại Trần Dân rồi nha. À, Trần Dân nha. À, Trần Dân nha. Hẹn mày gặp mày lần sau luôn chứ đi rồi bạn. Nó đi rồi. Ôi da, dữ vậy. Con đó đưa vô kháng phép thì lại có cái khống chế, bạn có khống chế xịn. Mortal đi xuống Nami mà. Có khống chế, ok lắm. Để im đi, từ từ, không sao hết. Có, còn sâu là còn đẻ được. Còn sâu là còn đẻ được. Chứ sao anh em đang xem nhớ để lên cho mình một like, một đăng ký, một channel của mình nha. Aduka, thằng này khỏe, nãy giờ nó đánh thắng mình không, nhưng mà nó biết gì không? Mình nói rồi, thằng này chắc là không có xem channel Hamashi rồi đúng không? Mày hết tiền cái giai đoạn mà mày đang tranh cúp với lại một thằng khác là coi như là mày thua rồi đó. Mày thua ở cái giai đoạn mà mày hết tiền rồi chứ không phải thua khi mày hết máu đâu. Cho nên là thằng này nó thua rồi. Chứ làm gì mà bây giờ hiệp thứ 25 này mà còn 6 tiền thì mày chơi cái gì? Ôi ra những sinh lực nhiều dữ vậy. R.O. chăng? Welcome. Doom được, từ từ nha bạn. Chưa sao hết. Để up 9 lấy thêm một con Tsunami vào. Tsunami vào cũng được. Đấy, mình có RO rồi đó, hai nhẫn với lại cái này là có RO rồi đó. Nhưng mà RO cho sâu hả? Sâu nó thời gian hồi chiêu nó nhanh lắm, chủ yếu là nó hồi mana không kịp thôi. Chứ thời gian hồi chiêu mình không cần. Thôi, không cần up RO cho sâu đâu. Ồ, Goblin luôn, 6 Goblin rồi, thằng này ghê nè. Thằng này mà có bơm là căng nha Nam, thằng này có bơm là căng đấy. Cho nên khả năng là nuôi Doom là đúng rồi đó, phải nuôi Doom thôi. Doom có gì Doom con bơm đó, còn ăn tiền chứ còn không là chết đấy. Sâu này cũng ok, sâu vẫn đẻ được. Sâu vẫn đẻ được, Goblin nè, sâu bắn là mày chết luôn chứ ở đó mà Goblin nè. Rồi Goblin trâu thế mà sâu nó bắn vẫn thấm á Nam. Rồi sâu nó bắn vẫn thấm. Thằng này nó thua một cái 16 máu mà trong đó 10 máu là con sâu rồi đó. Ủa, sâu 3 này bạn. Sâu 3 nè. Nhưng mà để hai sâu 2 nó cho tao. Chưa úp sâu 3 giờ này rút máu tụi mày tới chết rồi mới sợ với tao lận đúng không? Đó. Chưa úp sâu 3 để hai sâu 2 đẻ cho nó khỏe bạn. Sâu 3 về cuối úp cho nó đẹp. Hả? Này sâu 3 chứ gì nữa. Trời ơi. Mình không coi chừng là roi ra luôn, khỏi dùng trứng luôn á. Nhưng mà để hai sau hai cũng được, để hai sau hai đi. Thằng này Warrior này chết rồi. Thằng này Warrior như vậy thì toang rồi. Warrior mày lấy đam ở đâu ra? Warrior không có Berserker. Warrior còn không có thuyền trưởng hải quân là một cái gì hết thì mày chết rồi. Ôi ôi Aduka ơi. Đi như vậy thì chết rồi. Chết rồi, chết hết, mất hết, trời ơi, một đống sâu. Rồi đó có hạ mỏ cười, thấy ghét không? Aduka thu mình 12 con luôn. Level mình level 8 nha. Xong liền. Doom được luôn, Doom. Rồi, để một con Tsunami vào. Đó, tăng kháng phép lên. Với lại con này là khống chế bạn. Ý là khống chế là sao, là miễn là nó khống chế được là để con sâu nó đẻ thôi. Câu giờ hết sức có thể để sâu gánh, yên tâm. Cái này là con bộ siêu đẻ mà bạn. Cứ để cho con sâu có thời gian nó đẻ là được. Nhân giống lên liên tục luôn bạn. Đó, bây giờ gậy hai này nó bắn một cái là sâu nó có mana lúc đầu bạn. Đó, nó bắn một cái là nó có gây sát thương á. Cho nên là sâu nó có mana lúc đầu luôn. Rất ghê. Ui da, nhưng mà con hổ nè. Cái con hổ này là cái con hổ nguy hiểm nè. Tại vì sao? Cái con cưỡi hổ trắng đó là nó gây sát thương lan á. Nảy liên tục á, nó nảy vô mấy con sâu nó cũng gây đam. Đó, thấy chưa? Chết liền. Hổ rất khỏe nha, mặc dù hổ này chỉ cần mà hổ không bị sâu đánh là hổ win đấy. Ồ, ghê. Room 2 nè. Mess with the bear cub, you get the claws. Khoan nha. Cái này sâu 3 đi thêm gấu với lại sói nữa là 4 giả thú đúng không? Vậy thì ngon hơn. Đúng chưa? Sâu 3 nè.
xong rồi sói với lại con cái con gấu à, thả gấu thả sói thả chó, trời ơi nghe đó bộ đó thôi vô liêm sĩ quá bạn, bộ đó có khi nào vô liêm sĩ quá không, nguy hiểm quá. Trời ơi Assassin 3 mày ra hàng sau bị sâu đánh là mày đánh tóc đâu đánh ở đâu mà mày đánh sâu đây chết liền, bị sâu đánh là chết luôn mạng, bị sâu đánh là giảm tốc độ đánh nha, sâu con á nha, chứ sâu mẹ thì không có cái hiệu ứng đó, nhưng mà sâu con á nó đánh vô thằng nào thì thằng đó bị giảm tốc độ đánh. Coi kìa rẻ kìa, cái gì vậy nhờ, 1 2 3 4 8 con sâu, thằng nào mà thua mình một cái ván này đi 13 con vậy là toang luôn cả lũ luôn. Thằng Chumina nó vẫn thắng mình. À Chumina này ghê nè. Được nha. Có bộ có tính hấp dẫn đấy bạn, có tính hấp dẫn á. Kiểu như chơi là có tính hấp dẫn vậy mới được, chứ thắng dễ quá thì ai chơi nữa đúng không? Nhưng mà sau 3 thì chắc là mày thua rồi đó. Sau 3 nó không kiểu còn không còn kiểu như là cốt tinh nhuệ không cốt đông. Ờ không có đông nữa, nhưng mà nó bắn cái nào cái nấy là đi vô tới xương luôn. Rồi xuyên tới xương luôn. Bắn cục axit đó thì thôi ăn vô tới xương luôn bạn. À, anh em mà đang xem nhớ để lên cho mình một like, đăng ký ủng hộ channel của mình nha. Nhớ bấm một like thôi à, đừng bấm hai like. Su may mắn nè, kích vân đính thôi. Cái này là úp kích vân đính thôi. Kích vân đính mà nó có hổ ba mà bạn, nó có hổ ba thì kích vân đính nó quả vào mồm nó đầy mồm luôn thì thôi. Chơi cái gì nữa bạn? Who would have guessed? Thôi không cần, khoan nào, có cái gì đó nó hơi không đúng ở đây đó bạn, úp sâu ba thôi. Úp sâu ba thôi. Venom ba nè, thấy chưa, gấu nè, sói nè, bốn giả thú nha, đó ép cho nó cái pháp trượng mana nữa cho nó đầy mana luôn cho sớm đó, đầy mana liền luôn, chỉ cần hai cái pháp trượng nó đánh một cái là đầy mana liền, là đẻ được một sâu ba liền, hai sâu ba rồi, ba rồi, bốn rồi, dầu hôi đẻ kìa, ôi ơi, nó bắn như vậy thì còn cái gì mà chơi nữa bạn, này thì hổ nè, Chumina nè, cái thằng kia nó thua mình 14 con, 14 con luôn nha, nó thua mình hẳn 14 con, 20 mấy máu, mất một cái ruột luôn, chết queo liền luôn, thua vậy. Chơi như vậy thì mất khách quá bạn ơi. Chơi vậy thì mất khách quá. Ép cho nó cái quần triều quyền trưởng rồng luôn. À. Ép cho nó cái quyền trưởng rồng luôn để ép quyền trưởng rồng cho Doom, cho Doom. À. Doom trâu là được. Mình nói rồi, sau ngoài sau không cần gì đó. Sau ngoài sau chỉ cần mana thôi. Ờ, mana mà nũng rồi thôi. Ở sau bây giờ sau như chỉ cần hai cái trưởng ở trong người nó ăn tiêu thôi là nó đã có một đẻ được một con sâu rồi. Đẻ tiếp nè. Là đẻ tiếp nè. Ôi đẻ. Bây giờ sâu này đam hơi khủng luôn anh em à. Đam hơi khủng luôn á. Ôi bắn kìa. À, chết mày chua, tóc đánh mày giảm cuộc hết mức có thể luôn anh em. Xong. Chết mày luôn. Hiệp thứ 32 rồi mà đi hết rồi luôn rồi, thôi đi hết rồi ông giáo ơi. Đi hết rồi. Gấu 2 rồi, còn sói 2 nữa, bây giờ nó đẻ thôi, khỏi phải bàn anh em ạ. Nó đẻ khỏi phải bàn luôn. Xui lắm con à, mày xui lắm. Ui da, cái dữ vậy. Aquaman. Aquaman này hình như lên 3 luôn á. Nhưng mà thằng này nó chết mẹ nó rồi thì làm sao lên 3 được đây. Trời ơi, nó chết rồi thì thôi, xong rồi, không lên 3 nổi rồi. Kích vương đính rồi, cái kích vương đính thể hiện liền, thể hiện hiệu quả liền anh em à, kích vương đính nó thể hiện liền, tuôn. À, được rồi. Thắng thua gì cũng ướp một con ba sao cũng được. Sâu đẻ thì thôi, sâu bây giờ nó bắn cái nào cái nấy thấm cái ghê luôn nè, bắn thấm lắm luôn á. Ôi nó kia nó thua mẹ rồi. Thua vậy, ok, 13 con luôn. Anh em đang xem với để lên mình một like và đăng ký ủng hộ channel của mình. À, nhớ comment lại bên dưới mình sẽ thả tim nha. Ai chưa vào nhóm thì nhớ vào nhóm. 8.000 anh em đang chờ trong đó. Đợi chờ anh em.
higher and higher.